giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Diễn viên Quý Bình và bà xã doanh nhân xúc động trao lời hẹn ước trong đám cưới kính tiếng. Vào tối ngày 14 tháng 12, hôn lễ của Quý Bình và bà xã Ngọc Tiền diễn ra ở một địa điểm sang trọng tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tiệc có sự góp mặt của gia đình hai bên, đông đảo nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên. An ninh của lễ cưới được thắt chặt, hạn chế báo chí tác nghiệp nhằm đảm bảo sự riêng tư. Khách đến dự tiệc được đo nhiệt độ và dùng nước rửa tay để phòng tránh dịch bệnh. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, trang trí nhiều hoa tươi và đèn lấp lánh. Trước khi về chung nhà, Quý Bình và vợ đã có 3 năm hẹn hò. Nam diễn viên cho biết bà xã làm kinh doanh bất động sản, đảm đang tháo vát. Ngoài ra, cô cũng am hiểu nghệ thuật, có gu thẩm mỹ, nên thường đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho chồng trong công việc. Hình cưới của Quý Bình và vợ doanh nhân được đặt dọc lối vào sảnh tiệc. Một người bạn của Quý Bình tiết lộ, cặp đôi chụp ảnh cưới trước hôn lễ ít ngày. Sát ngày cưới, nam diễn viên vẫn bận rộn đóng phim. Trước giờ đón khách, Quý Bình dành thời gian chia sẻ với báo chí về chuyện tình cảm với bà xã. Trong thời gian hẹn hò, bạn gái doanh nhân Quý Bình thường đăng ảnh giấu mặt cô. Từ khi thông báo kết hôn, anh mới công khai bà xã. Nam diễn viên cho biết cả hai quyết định gắn bó khi tìm được sự đồng cảm trong suy nghĩ và cách sống. Nam diễn viên rạng ngời cùng vợ tiến ra sân khấu. Cả hai được đội bảo vệ cầm dù, che chắn kỹ lưỡng trước khi chào quan khách. Trên sân khấu thực hiện các nghi lễ truyền thống, Quý Bình và bà xã thay trang phục khác. Cô dâu và chú rể liên tục được đội bảo vệ che chắn nhằm hạn chế sự tác nghiệp của truyền thông. Nắm tay bà xã trên sân khấu, Quý Bình nói, "Tôi không biết nói gì hơn, tôi chỉ biết cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho hai vợ chồng. Tôi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bà xã muốn tâm sự trước nên tôi nhường cho cô ấy." Tiếp lời chồng, doanh nhân Ngọc Tiền chia sẻ, "Em muốn nói với anh rằng, trong cuộc sống hiện tại, người phụ nữ có sự nghiệp ổn định chưa phải là thành công. Thành công là khi có gia đình hạnh phúc và được chồng con yêu thương. Em đã trải qua chặng đường rất chông chênh và khó khăn, nhưng may mắn được gặp anh. Anh cho em tình yêu, gia đình có cha mẹ, chồng và các con. Cảm ơn anh đã đến và yêu thương em." Quý Bình cho tôi niềm tin vào hôn nhân, tôi rất hạnh phúc về điều này. Cô dâu xúc động nói về tình yêu với chồng. Sau khi nói lời yêu thương, cô dâu xúc động không kìm được nước mắt. Quý Bình ôm hôn vợ. Nam diễn viên tâm sự, anh hiểu hết những điều em nói. Chúng ta đã đồng hành với nhau 3 năm và khắc phục rất nhiều điều chưa được. Hôm nay trước mặt gia đình, bạn bè, anh xin hứa sau này sẽ bớt khó tính và nguyên tắc hơn. Quý Bình và vợ thực hiện các nghi thức truyền thống. Nam diễn viên thú nhận bản thân khó tính, nghiêm khắc nên không ít lần khiến vợ buồn lòng. Anh hứa thay đổi để cuộc sống gia đình thoải mái, cả hai có thể đồng hành với nhau suốt cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.